Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Ngồi xuống xem ạ. Cố gắng. Tùy thế, rồi bây giờ đứng lên thử xem ạ. Đúng ạ. Nghe khó ha, có đau không? Dạ, cho cái đầu gối. Chân này, cố hết cả cái cổ chân to như trên voi luôn. Rồi, đầy đầy, rồi, ok rồi. Dính lên đầu nè, phải lên đầu ba đầu. Dạ, sau khi làm mới làm chân, mới lấy chân này nó nhẹ, không còn thấy đau nữa nè, còn không thấy đau nữa. Có những hết đau trên này. Dạ, vâng, con có bà cũng không thấy đau nữa. Và lần thì hai bên đều đau hai cái cục cố chỗ này. Dạ. Làm nó hết nhé. Dạ, nè, nhẹ luôn nè. Dưới ra coi vào thoải mái ha. Dạ. Sướng hẳn ha. Chắc tối nay về làm 120 cái không? Thường 60 cái. Nghe thích ha. Dạ. Rồi. Vậy là làm phát là xuống ngay rồi đấy. Ông hai đầu gối thấy xẹp đó. Dùng da đó. Nghe xẹp đó. Xẹp cái đầu gối rồi. Nó xuống rồi, nó xuống 2-3 phân rồi. Dùng da. Nghe mừng nha. Dùng da. Giờ đứng lên ngồi xuống là thoải mái rồi. Ôi, giật bích được rồi, sướng. Mừng quá, đã ha, mới có một lần đầu đấy. Nhưng mà đừng có gì làm quá rồi mỗi đêm nổi nha anh bác. Chú biết quá hả? Đã quá rồi. Đã quá rồi. Thôi đừng làm quá, đi chú quên đêm hết không ngủ. Đi hoài, không sao mình sẽ lớn luôn. Trời ơi, mình như vừa làm thì làm quá. Dạ, trước khi làm thì đầu gối nó bóng, nó căng lên á. Và bây giờ mới làm có một lần thôi. Mà bây giờ nó mềm, có thể bóc da ra nè. Bóc da ra luôn nè. Hai chân này nhỏ hẳn ra rồi đấy. Đấy, bóc chân nhỏ luôn rồi. Chân thấy nhẹ không? Dạ, nhẹ nha. Nhẹ nè. Rồi, ngon rồi, xíu rồi. Đêm nay về là cũng mừng lắm rồi đây. Quá đã. Từ ngày mà chị biết được cô nói về cái phương pháp tập thập chỉ liên tâm này, là chị mặc dù chưa có học đến cái khóa học, nhưng mà chị đã mạnh dạn bỏ thuốc, bỏ hẳn cả đắp lông và rutin C mà chị đang uống là hơn 3 năm á, mỗi ngày 2 viên, thế là chị bỏ luôn. Và cho đến hôm nay thì chị cũng vẫn thấy cái chân thì nó chưa xẹp hẳn, nhưng mà nó mềm. Cái chân, cái thành cơ là nó mềm lắm. Nó mềm thì bây giờ mình theo học và mình tiếp tục làm thì chị nghĩ chắc chắn là hiệu quả. Chị mới được cô làm cho một lần. Và chị có mua được 2 viên đá về chị chườm đá thôi, chứ chưa có làm một tí xíu nào về cái thông mao mạch này hết. Mà hôm nay thì bắt đầu là chị đã học rồi. Học từ ngày hôm qua thì về chị cũng đã làm. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm
liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.